Bệnh viện Bình Dân vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên trẻ nhập viện trong tình trạng dương vật bị sưng to, bầm tím và liên tục bị chảy máu. Qua khai thác thì bệnh nhân cho biết trước đó đã sử dụng dịch vụ cắt bao quy đầu tại nhà. Chỉ vì nghe lời người xung quanh, nam thanh niên sinh năm 2000 này dễ dàng tìm thấy dịch vụ cắt bao quy đầu tại nhà trên mạng xã hội và người thực hiện lại là thợ xăm hình. Khi hậu quả đáng tiếc xảy ra, trang quảng cáo dịch vụ này cũng biến mất không một dấu vết. Chúng tôi kiểm tra cái dương vật thì gần như là những cái cấu trúc bình thường đã bị mất hết, tức là bị phá hủy hết. Máu tụ lan từ cái dương vật lên cả cái vùng mu. Và kích thước cái dương vật lúc đó là to gần bằng cái bữa nhỏ. Tức là rất là to và rất là đau và đang chảy máu. Qua khai thác bệnh cảnh, bệnh nhân chia sẻ trước đó vài năm đã từng gắn bi cho dương vật. Hậu quả đáng tiếc này cũng từ hành động thử cảm giác lạ mà ra. Tháo bi xong thấy nó bị dư da nhiều, cho nên mới quyết định là cắt bao quy đầu luôn. Sau khi cắt thì nó bị tuột cái ghim giữ da, cho nên là nó bị chảy máu cầm không được. Xong rồi băng có mai lại tại chỗ mà nó bị tình trạng là phù nề, không cầm máu được. Kiểm tra thì có những cái mạch máu ở trong, ở cái mặt lưng của cái dương vật đang chảy máu, nên chúng tôi tiến hành là xử lý những cái mạch máu đó, cầm máu và đồng thời là tạo hình lại cái dương vật. Trải qua một giờ phẫu thuật, hiện dương vật của bệnh nhân đã ổn định và đang tiến triển tốt. Theo khuyến cáo của bác sĩ, nam giới tuyệt đối không sử dụng dịch vụ cắt bao quy đầu tại nhà hay tại các cơ sở xăm hình vì không đảm bảo về điều kiện vô trùng, trang thiết bị y tế, nhân viên không đủ kiến thức, kinh nghiệm để xử lý các tình huống khẩn cấp, gây ra những hậu quả đáng tiếc như hoại tử, nhiễm trùng dương vật, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.